phúc trong tâm vương đã không còn tới khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một người giờ đã sang ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã số cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ trôi lững lờ cuộn mình trong nỗi nhớ. Cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa? Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về, mùa xuân nay đã chết vàng phai nao nề, để lại bao hối tiếc. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới các bác một bộ dàn mini để các bác có thể chơi ở trong không gian khoảng 25 m² với cái nguồn nhạc từ CD, từ Bluetooth và từ USB. Đặc biệt bộ này còn hỗ trợ cho chúng ta kết nối với những hệ thống máy tính laptop cũng như máy tính PC để bàn chơi nhạc rất là hay. Đây là phiên bản Panasonic SAP-MX80 hàng thùng xốp xách tay từ Nhật về Việt Nam. Bộ này hàng đẹp như mới, sản xuất năm 2019 với mức giá là 8.500.000 các bác nhé. Bây giờ em sẽ quay chi tiết hình thức của bộ này, sau đó em sẽ giới thiệu tới tính năng bộ này để các bác cùng nắm bắt được. Hàng nguyên thùng xốp, hiện tại thì em vừa có mở hộp và đang để thùng xốp cũng như e-căng ở đây. Điều khiển zin của máy cũng đầy đủ như em đang để mặt trên đây. Đây là cái phiên bản PMX80 được sản xuất nâng cấp nên so với phiên bản 70 ở cái khả năng chơi nhạc với ngõ vào USB, giải mã định dạng nhạc cao hơn, có thể giải mã flag lossless và hỗ trợ cả đường USB phía sau để tương thích với máy tính các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy hình thức của máy là như mới rồi, ampli, cặp loa Buxell, 3 đường tiếng, gỗ MDF giả, verlier giả gỗ, vân gỗ cực đẹp luôn. Đó. Phía trên của một con ampli đẹp thì lúc nào nó cũng phải mặt cũng đầy đủ, là không bao giờ có chuyện mà cấn cạnh hay xước như này. Phía sau thì chúng ta sẽ nắm bắt được thông tin năm sản xuất là 2019, hệ thống cầu ra loa là dây dạng kẹp. Chúng ta sẽ có một đường aux in phía sau và một đường USB DAC từ máy tính sang, hỗ trợ cả AM và FM. Đây là cái series của loa và con loa này một bên là 60W, trở kháng là 3 ohm, tương thích với cái ampli. Chúng ta sẽ có một cái cặp loa 3 đường tiếng với bass đường kính 14 này, trung đường kính 2cm, chép đường kính 1cm. Mặt trước của Panasonic PMX80 cũng được thiết kế giống với những cái phiên bản đi trước, đó là cần gạt bass chép được tích hợp trên mặt máy. Ngoài ra thì máy này còn hỗ trợ tính năng, đó là tính năng USB rất là hay từ mặt trước, khả năng chơi CD, USB và Bluetooth cực tuyệt vời. Bộ PMX80 này sẽ có mức giá là 8.500.000. Và thực sự bộ này thì là một bộ hàng đẹp xuất sắc, vì thế nên nếu bác nào mua làm quà tặng cũng rất là ý nghĩa các bác nhé. Các bác mua bộ này mà đi tặng quà thì các bác có thể báo với người tặng là bộ này các bác mua mới ở bên Nhật cũng được, tại vì sẽ không có một cái điểm trừ nào để các bác, để người được tặng người ta sẽ phát hiện ở đây là sản phẩm cũ đâu. Khả năng cung cấp nhạc cho không gian 25 m², nguồn nhạc từ Bluetooth, CD, USB, PMX80 sẽ là một trong những bộ dàn mini rất là hay trong tầm giá 8.500.000 các bác nhé. Anh vẫn không đổi thay, anh vẫn. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều em.
và còn nhớ em. Dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông êm đềm. Anh còn nhớ em, chim về núi nhạn, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Nắng trói qua rèm, anh còn nhớ em, con tim bối rối, anh còn nhớ em, và còn nhớ em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nhớ. Chơi cái tiếng trầm rất là mạnh trên những cái sản phẩm của Panasonic PMX thì các bác có thể chơi đa thể loại nhạc trên những cái bộ dàn như thế này. Mức giá của thiết bị là 8.500.000. Bác nào quan tâm có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.